quý vị, trong dự kiến cơ cấu đại biểu Quốc hội khóa 15, tỷ lệ người ngoài đảng có thể từ 5 đến 10%, tức là khoảng 25 đến 50 đại biểu. Điều này góp phần đảm bảo tính dân chủ trong cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất. Sau hội nghị hiệp thương lần 3, cơ cấu tỷ lệ này có được đảm bảo hay không? Làm gì để tránh tình trạng những người ứng cử đại biểu Quốc hội vận động tranh cử không trong sáng? Ông Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã có câu trả lời trong cuộc phỏng vấn sau đây. Xin ông chia sẻ về tỷ lệ thành phần người ngoài đảng tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15. Tỷ lệ trong cơ cấu thành phần cho có các dân tộc, có các tôn giáo, có phụ nữ, rồi có các giới, các tầng lớp, trong đó có cả đảng viên và có cả ngoài đảng viên, có cả người được các cơ quan tổ chức giới thiệu tiêu biểu, đồng thời có cả người tự ứng cử khi có đủ tiêu chuẩn. Thế như vậy chúng tôi thấy cái thành phần, cơ cấu thành phần là rất quan trọng. Trong đó là chúng ta cũng rất chú trọng những người không phải là đảng viên, chưa phải là đảng viên, nhưng mà đều có, nếu có đủ tiêu chuẩn, được nhân dân tín nhiệm và nếu có cái đủ cái tiêu chuẩn theo điều 22 của luật tổ chức Quốc hội thì chúng tôi thấy vẫn có đầy đủ điều kiện để có khả năng ứng cử đại biểu Quốc hội. Như vậy là dù là trong ngoài đảng hoặc là dù các thành phần khác thì chúng tôi thấy là cái tiêu chuẩn mà đứng ra khuôn khổ pháp lý thì tạo cái công bằng như nhau. Và trong đó có kể cả những người ứng cử ngoài đảng. Sau hội nghị hiệp thương lần 3, chúng tôi thấy là đều bảo đảm được cái cơ cấu thành phần. Vâng, để cử tri có thông tin đầy đủ nhất, lựa chọn được những người xứng đáng nhất trở thành người đại biểu của nhân dân, thì hồ sơ của mỗi ứng viên sẽ được cung cấp công khai tới cử tri như thế nào? Hồ sơ người ứng cử, nhưng mà khi những nội dung là sẽ gồm có trong cái hồ sơ thì phải có đơn này. Cái thứ hai là cái sơ yếu lý lịch này, cái thứ ba là cái tóm tắt lý lịch này, thứ tư là bản trích ngang này, và cái thứ năm là cái kê khai về tài sản thu nhập. Và trong cái hướng dẫn là cái việc niêm yết công khai là một là cái tóm tắt sơ yếu lý lịch, cái thứ hai là cái trích ngang của những người ứng cử, thì những ngày sẽ được niêm yết công khai tại cái đơn vị và cái khu vực bỏ phiếu, và chậm nhất là trước 30 ngày. Theo chậm nhất là trước 30 ngày thì sẽ phải công khai cái nội dung này. Vâng, thưa ông, thời gian tới thì các ứng viên sẽ bắt đầu tiến hành quá trình vận động tranh cử. Vậy làm thế nào để tránh được tình trạng các ứng viên sẽ hứa suông để tranh thủ sự tín nhiệm của cử tri? Các quy định của pháp luật thì cũng có những quy định là điều 68 của luật bầu cử cũng đã nêu, hoặc là điều 126 của luật hình sự cũng đã nêu là những điều cấm trong cái vận động, trong cái việc bầu cử. Thế như vậy là người ứng cử là mình muốn ra ứng cử được và tạo sự tín nhiệm của cử tri là mình rất là có cái tâm thế phải đàng hoàng, phải đĩnh đạc, phải các nội dung phải đúng mức, và những lời nói của mình thì cái khả năng của mình đến đâu thì mình trình bày đến đó, thì tạo ra cái niềm tin của cử tri, cái chân thành. Chứ nếu mà chúng ta mà nói nó quá cái khả năng của mình, hoặc là có những nội dung không thuộc thẩm quyền của đại biểu Quốc hội, hoặc là có những vấn đề mà để gọi là lấy lòng cử tri, thì chúng tôi thấy là cử tri nhân dân là nghe là rất là tinh. Mình mà nói quá mà nói mà không đúng cái thực tế mà khả năng làm được, hoặc là những vấn đề rất lớn mà với trách nhiệm một đại biểu trong một nhiệm kỳ có thể không thể làm được hết được, thì có lẽ là cũng không nên đề cập. Trung thực này, chân thành này, và có chia sẻ với cử tri, thì chúng tôi tin là cử tri sẽ có cái gửi gắm tin tưởng với những người đại biểu đó. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn ông. Xin trân trọng.